không còn chửi mắng chỉ cho ngồi mất như này dưới như này. Kệ tao. Mà cũng xuống lại bố kệ tao. Còn đừng có kể cho bố biết cả. Mày biết là bây giờ bố tuổi cao sức yếu rồi. Kể cho bố chuyện này nghe, bố sốc thì sao? Bố đổ bên này thì sao? Sao? Bố điện thoại cho bố nó định kể hết mọi chuyện là mẹ có ảnh với cả là mẹ đối xử. Bây giờ anh xem mẹ đối xử chị Dung như thế được không? Bây giờ nhá, anh bảo này rồi là anh không muốn chuyện như thế. Anh cố gắng anh giải quyết, anh tìm cách anh giải quyết đây. Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần. Sau này bên ấy mong anh sống tốt. Em muốn thấy anh yên mình. Còn lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này. Em vẫn trông mong một ngày gần nhất em sẽ lãng quên. Quên đi một người từng xem như là tất cả. Alo bố ơi, bây giờ bố về con đi, con có chuyện này con nói với bố này. Mày đừng có quay anh như thế nhá. Tao đã bảo là đừng có xem video, đừng có cho bố biết gì cả. Sao biết tao à? Nhưng mà em lấy gì như thế, đồ khổ rồi, em không chịu được nữa. Khổ ai chúng ta tự chịu. Mày không việc gì phải nói tao. Nhưng mà chị xem thì sang nhà bác Cúc ở đấy, chị làm đâu thì có sướng ngày nào chưa? Tao đã bảo là mày không cần nói cho bố biết đâu mà. Bây giờ bố biết là bố cứ tao là đâu mà. Bây giờ bác bà giờ nói em luôn cho bố giải quyết luôn chuyện này, cho bố sang đây nói chuyện với bác Cúc. Tao không giải quyết được, không việc gì ngoài mày phải phát bố làm gì cả. Tao cấm chỉ mày nhá, dù giờ không được xem TV, không được bật lên này nữa. Bật lên này bố nhìn thấy thì bố nghĩ mình muốn thấy có buồn thì sao? Bạn nói bác lại chửi anh Kiên. Tao giờ mày điện thoại cho bố để kể tất cả à? Cấm chỉ mày luôn nhá, đừng kiểu như vậy nhá. Nhưng mà chị giải quyết được gì đâu, suốt ngày em thấy bác Cúc không còn chửi mắng chị cho ngồi mất như này cưới như này. Kệ tao. Sửa lại bố về tao. Còn đừng có kể cho bố biết cả. Mày biết là bây giờ bố tuổi cao sức yếu rồi. Kể cho bố chuyện này nghe, bố sốc thì sao? Bố đổ bên này thì sao? Mà chuyện này em cũng không để lâu được đâu. Làm sao em chịu đựng thấy chị khổ như thế? Suốt ngày bác cũng còn chửi mắng chị. Bây giờ cho bố giải quyết. Chuyện đấy từ từ là anh chị tự giải quyết. Bây giờ bảo cái nó bác. Anh Dũng bảo bác chuyện bác cũng ném ảnh cưới của anh ấy. Làm sao đấy? Thì em có dùng mẹ anh đi. Làm sao? Bố điện thoại cho bố nó định kể hết mọi chuyện là mẹ có ảnh với cả là mẹ đối xử. Bây giờ anh xem mẹ đối xử chị Dung như thế được không? Nhưng mà không đừng nói với bác chứ. Đúng rồi, bạn đừng nói với bác. Thì bây giờ em đi kể cho bố em biết. Thì bây giờ nhá, em đi kể cho bố em biết. Thì bây giờ bố em lại chửi anh à? Em không nói cho bố em biết thì chị Dung em khổ như nào? Khổ ta đã bảo rồi, khổ anh chúng ta không chịu. Là chuyện này tao và anh Kiên tự giải quyết. Mày cứ kiểu mày tí mày lại nói cho bố không mày phải cho bố xem. Ôi, em dạy cho bố em biết. Em buồn lắm chứ. Bây giờ nhá, anh bảo này rồi là anh không muốn chuyện như thế. Anh cố gắng anh giải quyết, anh tìm cách anh giải quyết đây. Anh giải quyết được gì cho chị Thư không? Anh nói cho được gì chị Thư, bảo vệ được gì chị Thư? Thôi cái bản mà nó nói thế. Thì mẹ anh đấy, mẹ anh xem mẹ anh làm như thế được không? Bây giờ em gọi bố em về cho bố em giải quyết luôn chuyện người lớn như này. Nhưng mà bố mày em biết thì anh kia làm sao mà có mặt mũi nữa. Ngồi bộ. Mày thương thì mày đừng nói chứ bố biết gì hết. Thôi đi thôi. Bây giờ chị xem chị làm dâu nhà đấy chị khổ quá thì chị. Này mày nói gì hết được là giúp. Bây giờ chị em lấy anh khổ lắm rồi. Bây giờ không lấy anh không ở cùng anh được nữa thì chị với người khác. Mày nói cái gì đấy? Anh chị dù gì cũng lấy nhau rồi mà anh đêm được à? Anh thấy anh dạy của mày đấy nhá. Nhưng mà em không chấp nhận bác cũng như thế. Mày bỏ nó ra thế à? Bây giờ mày nói là bây giờ chị mày không thích anh cưới người khác. Thế bây giờ anh không biết chị mày lại cưới nhau rồi mà nói như thế. Tao chị buồn, tao cũng chị mày. Tôi ngồi bảng nói như thế với anh kia luôn đấy. Còn chị Thư ở nhà anh có yên ổn ngày nào chưa? Thôi nào. Mày nói như thế chạy được đâu. Mày nói như thế ai cũng hiểu được. Giờ anh không lo được cho chị em đây thì để cho người khác lo. Mày nói cái gì đấy? Chị cưới người khác cũng được mà thiếu tình người đâu. Mày làm sao đấy? Thế bây giờ chuyện đã ra như thế này rồi. Chị đã quá đủ đau khổ rồi, mày đừng có xoáy nó đau nữa. Thì chị đau khổ thì bác Cúc nên em phải cho chị tránh ra bác Cúc luôn. Thôi bạn đừng nói thế chứ. Nữa. Thì mày nói như thế có được cái gì không? Hay là càng ngày càng rắc rối ra? Thì em để yên chuyện này thì cho chị em khổ ạ. Nhưng mà bây giờ tao phải làm thế nào? Tao ơi mẹ tao đâu? Anh về nói chuyện với mẹ anh luôn đi. Xem mẹ anh nếu mà đối xử với chị em như thế nữa thì
cho chị em về. Về đâu? Về đây bố em lo. Bây giờ anh với chị mày cưới nhau rồi, về đâu? Bây giờ mày kể ra mọi chuyện để bố biết. Bố bây giờ bố bệnh ra, bố suy nghĩ, bố buồn, bố bệnh ra còn khổ hơn chứ đúng không? Em biết rồi nhưng mà phải cho người lớn giải quyết. Hai nhà lại cãi nhau, hai nhà lại chửi nhau. Người lớn giải quyết trừ vào trường hợp tôi. Bây giờ vẫn còn trường, vẫn còn nhẹ. Bây giờ anh với cả chị Thư vẫn giải quyết được. Mày là mày trẻ con mà đừng có mà nói linh tinh. Bây giờ ấy, bác quốc ảnh cưới cô chỉ như thế, kiêng lắm ấy, chị biết không? Chị biết đồ lắm rồi. Còn trừ khi ấy, khi nào người ta chia tay ly hôn gì thôi mới quất hay là ấy ảnh cưới ra như thế thôi. Nhưng mà em cũng chả hiểu sao mà mẹ đi nghe con Phương Anh mà mẹ quất ảnh cưới chúng mình đi. Tất cả là do là con Phương Anh kia nó suy dại thôi, chứ không phải mẹ anh, mày hiểu chưa? Bây giờ mày nói như thế, người ta nghe thấy, sau là ngày mai bố mày đi làm về, người ta lại kể cho bố mày nghe thấy, thì có phải là rách việc không? Anh nói thế, nếu mà mẹ anh không nhận tiền con đấy thì làm gì mẹ anh làm theo con đấy. Bây giờ anh mày nói cho mẹ anh biết đi. Nhưng mà từ từ tìm cách giải quyết chứ bạn. Thì anh là người đứng giữa, anh phải làm thế nào? Anh phải làm như nào thì cho mẹ anh đừng làm như thế với chị Thư chứ. Bạn phải anh hiểu. Anh con thuộc, anh không làm, anh không nói với mẹ anh được à? Bạn phải hiểu nó là mình bỡ bác mà. Thì bây giờ một bên là mẹ, một bên là vợ, anh nha ai? Thôi mày đừng có nói anh Kiên nữa đi. Anh Kiên cũng đủ khổ lắm rồi. Đâu phải là anh cứ đi theo gái hay là anh phản bố chị đâu. Nhưng mà anh cưới chị Thư, anh phải lo ấy bảo vệ chị Thư chứ. Ngày thì cho chị Thư không lo vì bác cũng. Nhưng mà bạn cũng phải để một thời gian để cho anh giải quyết chứ. Anh tìm cách chứ. Nãy ở bên đấy mẹ có bảo gì không? Mẹ có không anh có bảo gì không? Ông bảo gì cả, bây giờ mẹ bảo là suốt ngày bên sang bên này ở này, bây giờ phải về đấy. Bây giờ chị về đây rồi, bác nói gì đâu. Bây giờ chị thử sang nhà bác xem, bác thấy mặt chị em suốt ngày toàn chửi chị thôi. Tụi nó cứ bắt em về, nó không cho em ở bên đấy ấy. Nó bảo là em ở bên đấy xong rồi lại cãi nhau bị mẹ anh chửi. Sao nó cứ lôi em về đây bằng được cái này. Về đây ở bác cũng càng nói. Bây giờ bạn phải biết là bây giờ chị về đây nó càng được đà nó lớn tới. Đà ra ở riêng đâu mà em bảo chị em về đây được. Bây giờ đi đâu cũng phải xin phép gia đình anh chứ. Chị em là có sự việc. Chị em bây giờ là lấy chồng rồi, có phải là chị em là chưa lấy chồng đâu. Bây giờ về đây cũng phải xin phép mẹ anh. Mẹ anh dù có như thế nào thì vẫn là mẹ anh. Thế anh muốn chị em ở đấy xong chị em đau khổ thì ai chịu được cho chị em? Thế bây giờ anh đang khuyên mẹ anh đây. Anh đang đứng ở giữa, anh biết nghe ai? Mày bảo là anh cãi nhau với mẹ anh à? Hay là anh chửi mẹ anh? Hay là anh đâu cổ mẹ anh trong khỏi nhà mày vừa lòng à? Ôi sang nhà anh thì anh mẹ anh cãi nhau. Về đây thì anh thằng Dung cãi nhau, em quá là đau đầu ấy. Đấy, mày làm thấy chưa? Mày cứ nói đi, chị mày đau đầu, chị mày ốm ra. Mày đau tay đâu này. Tốt nhất chị không sang đấy làm dâu nữa, chị cứ người khác để mình chăm lo cho chị tốt hơn. Mày nói đây nói được. Nói đây nói được. Tôi anh chăm lo được chị cho chị em. Anh không chăm được chị em thì cho người khác, thiếu gì đâu. Sao? Mà anh chị đã kết hôn rồi, bạn nói thế làm sao được. Mày nói như kiểu tao ấy, chị mày chưa cưới nhau ấy. Bạn nói thế. Chị nghĩ à? Hôn mà dễ lắm à. Cưới chị em xong chả lo chị được cho chị em thôi, cưới làm gì. Không thôi. Tối nay tao về bên Kiên, mày đừng cứ kéo tao về nhà nữa đi. Giờ chị sang lấy chồng tao về đây. Còn bác cũng chửi chị suốt ngày à? Chửi thì cũng vẫn phải ở chứ, bây giờ làm nào? Bây giờ chị sang đây nữa, em về nói em gọi điện cho bố, bảo bố. Mày kể cho bác Thắng biết rồi, bác Thắng cái chửi vào mặt anh ấy. Đấy bác bảo bác Thắng làm gì? Ê, mọi chuyện nó đi quá xa ấy, nó to lên đấy. Là rách việc ra chứ không phải là kể để tốt đâu. Đấy bạn phải hiểu chứ, bây giờ bạn kể cho bác nghe, bác phải chửi anh Kiên. Sách việc xong anh em không nói, không cho bố em giải quyết thì chuyện này ấy, bác cứ chửi chị em càng nhiều thôi. Kéo hiểu anh nói, bây giờ nói chị ở đây một đêm, đi xem. Bây giờ mày để chị mày lên, mai kiểu gì bác cũng chửi. Chị em ấy, cho chị em ngồi bên yên ổn một tí đi. Suốt ngày hôm nay bác cũng chửi nhiều lắm rồi. Phải đi về nhà xin phép mẹ đã. Chưa ra ở riêng chưa? Xin phép gì? Đi xin phép bác thấy bác chửi rồi xin phép gì nữa? Thôi đúng rồi. Bạn để cho về chị về xin phép bác đã. Giờ chưa xin phép bác sang đây ở sao được? Về nhà chứ. Thôi bây giờ mày nghe chị, tí nữa bố về không được nói cho bố biết gì cả, coi như là chuyện bình thường. Nãy mày gọi đi cho bố mày bảo hôm nay chị Thư về chơi thì bảo thôi, chị Thư chị bảo là chị đi về cùng anh Kiên, về để mai còn đi làm sớm. Thế là bố biết, được chưa? Nhưng mà em thấy chị đi thế em cũng chị đấy rồi. Chị đi về đây. Nhớ nhá, không được nói gì bố biết đấy. Đấy bạn. Bạn đừng nói bác biết đấy nhá. Mày muốn chị phải hạnh phúc ấy thì mày phải nghe theo chị, đi anh Kiên, nhớ chưa? Nhưng mà em làm thấy chị hạnh phúc bao giờ đâu. Đi
Thôi bạn đừng mang một chuyện để anh kia giải quyết đi. Đúng rồi, bạn cứ để anh kia giải quyết đi. Bạn nói bác làm gì? Nói chung là chuyện con được gì nữa nha. Bạn càng làm to lên thì một chuyện nó còn đi quá xa thôi. Anh nghĩ trường phục bình thường nhưng mà em suốt ngày ở đấy sang đấy chơi thấy chị em toàn bắt chửi luôn. Thôi được rồi bạn. Ôi bạn vào nhà đi, nghỉ ngơi đi. Anh xem mẹ anh như nào ấy, quá đáng vô chứ. Chỉ về đừng bảo với bác nha. Đi về. Chị Thư sang đấy làm dâu suốt ngày toàn chửi mắng chị Thư luôn. Thôi để mà chuyện anh Kiên với chị Thư giải quyết đi, bạn đừng có nói bác biết. Mai tôi xuống đấy nữa, nó thấy bác thúc là con kia nữa, mà chửi mắng chị Thư nữa thôi. Thư đấy nữa. Tôi cũng hiểu bạn nhưng mà đó là do con nó định bờ bác. Nốt lần này nữa thôi, ngày mai xuống đấy tôi xem nữa, theo dõi xem. Thôi được rồi. Như thế là tôi gọi con bố về giải quyết luôn. Rồi bây giờ một chuyện này bạn đừng nói bác biết là được. Bạn xem đấy, bác ảnh cưới chị Thư anh Kiên. Bây giờ bác cũng như thế, kiêng lắm chứ. Tôi không biết là kiêng nhưng mà do con nó hết. Trừ khi nào vợ chồng người ta ly hôn hoặc là không còn yêu nhau nữa, không ở cùng với nhau nữa, hơi vứt thôi. Mà bác dám vứt lại anh cưới của chị Thư như thế. Bây giờ bạn phải hiểu anh Kiên là người đứng giữa. Bây giờ giữa mẹ với giữa chị Thư, biết anh Kiên phải bênh ai. Anh Kiên khó xử lắm chứ. Khó xử anh Kiên đi ạ. Bạn xem anh Kiên bảo mẹ anh Kiên được chưa, được cái gì không, lo cho chị Thư được gì không, bảo về chị Thư cần trả bảo hiểm được chưa. Bây giờ anh cũng có sửa lắm chứ, mà phải hiểu anh Kiên chứ. Nhờ tất cả do con của anh nó hết mình bỡ bác rồi, số dục bác chứ. Do bác Cúc, nếu mà bác Cúc không ham tiền thì bác Cúc làm gì phải nghe theo. Do bác Cúc ham tiền chứ mới nghe theo con đấy chứ. Đó, giờ nó dùng tiền là nó bác nếu về. Mà chị một bạn như thế bạn chịu được không? Tôi xem cảm giác như tôi xem nào. Chị ruột đi sang đấy làm dâu xong rồi bị mẹ Kiên chửi mắng như thế. Tôi cũng đâu chịu được nữa đâu. Bọn tôi phải tìm cách đổ nó đi cả sớm mà tốt đây. Tìm cách, biết tìm cách bao giờ không? Anh Kiên hứa suốt ngày bảo tìm cách, biết tìm cách bao giờ xong. Thì bây giờ cứ để anh Kiên với chị Thư giải quyết đi.